Tiên nghĩ là Tiên khóc nhiều nhưng mà Tiên khóc đúng lúc. Tiên không bị khóc lan man cho nên là Tiên cũng không sợ lắm. Thật ra thì có những lúc mình cũng không muốn khóc, nhưng mà vì Tiên có chia sẻ khi mà mình đã bị quá mệt á nên là mình rất là nhạy cảm. Có những chuyện thì Tiên khi mà Tiên về xong rồi Tiên xem lại, Tiên nghĩ là có những cái đó Tiên sẽ không bao giờ Tiên khóc luôn á. Nhưng mà vì là mình đã tham gia với một cái cường độ nó rất là nặng như vậy cho nên mình dễ khóc, thì Tiên cũng mong là khán giả thông cảm với điều đó, không phải là chỉ cho Tiên mà cho các bạn khác nữa. Cái lúc mà Tiên muốn bỏ cuộc thì điều gì đã khiến Tiên vực dậy tinh thần rồi nhất đó là bỏ cuộc đó hết? Tại vì đây là show nó sẽ quay lại á. Thì đó là cái mà mình nghĩ là mà thôi, mình đã tham gia rồi chứ không lẽ giờ show mới quay có một tập cái đó bỏ về là trời bị chửi chết luôn đúng không? Đó là phải ráng. Nói chung là chị nhìn máy quay bên này nha. Các bạn ơi, mình lắc các bạn đi mạnh lên. Rồi 1 2 3 đúng không? Ok rồi, giờ máy quay lên chưa? Ok, được rồi. Ok, thì xin. Ôi, đi ra cho mày đi. Chắc để cái chuối à. Để cũng như vậy. Chúc mừng nha.
Rồi, nhất đi ở giữa nha, xích qua đây đi chút xíu mà. Rồi, ok, nhìn thẳng xuống. Rồi. Rồi, đổi chiều nha. Đúng rồi. Rồi, ok, có phòng luôn. Cho tôi nhận được đồng chí. Đồng chí cho tôi phòng với đồng chí một chút xíu. Bên ngoài hai đồng chí Misty và em Kim ra thì chúng ta cùng chào đón một đồng chí nữa là đồng chí Phương Anh Du Vũ cũng đang có mặt ở trên tầng đó. Rồi bây giờ cho tôi phỏng vấn đồng chí Misty đi kỳ trước, tại vì tôi thấy đồng chí là một trong những người mà mạnh mẽ nhất mà tôi biết ở trong đoàn cast. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ tất cả anh chị báo chí, bây giờ em nhờ anh chị báo chí cho em xin một cái khoảng ở giữa để cho các dàn cast của mình sẽ chào các bạn fan đang đứng cửa đằng xa. Các bạn ơi, các bạn hô to tên idol của các bạn được không? Chúng mình cùng hô to Sao Nhập Ngũ 2024 nha. 1, 2, 3. Sao Nhập Ngũ 2024. Rồi bây giờ mình sẽ chào gia đình cũng như người nhà mọi người bên dưới ha mọi người ha. Mình là nhóm nhạc sao nhập nữa dạ nhóm nhạc mới nổi tám thanh niên xin được à xin dưới hả ok ạ xuống luôn em đi vào phía phòng để đi lo sự kiện.